Đấy, nhìn vào cái là biết là cây. Điều chế nó. Cái thứ thấp bóng nào cái là tự dựng nó đã hay, tại cái thân của nó đã hay, cái thân nó đã kiểu trước là vận chuyển là nó bị dễ mới ngọn đấy, đang nuôi lại được mấy năm. Ok, may quá. Nhìn hay nhỉ, như kiểu mảnh đời còn lại ấy. Mỗi cái thế này mà nghỉ ngọn cao thì hỏng bét. Cái gốc nhỉ. Lấy ngọn thành ra đơn lại hay. Cái khế này nó tự nhiên nó thế này đều rồi đấy chứ anh nhỉ? Ừ. Tuấn Anh ơi, cây này là cây gì? Vối à? Vối? Trên nhà có còn cây nào anh? Xanh. Liệu à? Ui, nóng quá. Trước đây bác có mấy cái hồng. Cái này là thông. Đi lên đây xem thăm cái đây. Cá này là cá con này là con cá gì anh? Con phu với lòng. Không phải cá Việt Nam đúng không? Không, cá rồng. Cá Việt Nam bình thường là nhập đấy. Không Indo ấy. Bọn này gốc từ sông Amazon ra. Con gì kia anh? Cá đuối à? Cá hổ. Con ấy thì nuôi giờ nó đẹp thì nó phóng phóng những cái vâng. Nhưng mà con đuối màu ấy đẹp nhỉ? Đúng không anh? Ừ. Con này màu đẹp thật hay là nuôi lâu rồi nó màu ra như này? Đâu thì thấy cá trước kìa. Ôi anh ơi, đây là cam hay quýt? Cam ghép cần thăng. Ghép cả. À, gốc cần thăng nhỉ? Ồ, thế chứng tỏ là nó lại cùng ấy, cùng dòng với nhau nhỉ? Đấy, anh còn một góc cây ở trên này nữa. Hồng kia là hồng... Tuấn Anh ngắm cho anh xem cái cây là cái... Chắc là anh nghĩ là cái phần tử là phải hạ xuống tí đúng không? Sửa lại cả cái tử. Hơi cao. Cái tử này nó không hợp lý và không hợp chính. Long hổ ấy. Sao không hợp anh? Nó bé à? Em... Hay là cao quá? Anh đố em nhìn con tử đấy nó dáng gì? Nó trực lên. Ừ. Cái sai cành nó như nào?
nhẽ ra tử nó phải hơi ra ngoài chút trong nhỉ. Trong đó con trực nó, con mẹ của mẹ nó thì cũng thẳng như thế. Cái phong thái của nó như nào, đúng không? Nó chả đi với nhau cả. Nó phải ra ngoài chút đúng không? Bây giờ nhá, cái chính là cái gì? Cái chính là cái thân mẹ, thân chính đúng không? Vâng. Đấy, và nó diễn như nào? Đúng không? Thì ít nhất thì cái con tử là cái con gọi là đi phụ cho nó thôi. Chứ nó không thể nào át con chính được, đúng không? Và thêm nữa ấy, cái đường nét của nó, một là nó sẽ tôn cái con chính lên, hai là nó sẽ đi theo cái con chính. Con tử này đang phá chính, chả giải quyết vấn đề gì. Con này nếu mà đúng xuống dưới trên cây thì gọi là con nuôi. Con nuôi à? Con nuôi một con đẻ. Không. Nó văn nghệ tí. Bây giờ phải truyền máu cho nó. Đấy. Con tử nó mỏng cho cây kia một chuẩn này, nó mọc bên này, nó nách. Nhưng mà cái sự đồng hình của nó là chưa giống nhau. Đâu, làm từ sáng giờ đến trưa trưa tranh thủ hai anh em đi xem cái vườn cây của anh bạn ở chỗ nhà ở chỗ Phan Phú. Làm mấy chỗ mà đến gần trưa về vườn. Đấy, cây ruối à. Mấy cây đấy thì để đi hoàn thiện cây để cho nó lại. Đúng rồi, đúng rồi. Em cũng thích ruối lắm, em thích ruối, ruối khai thác. Cây kia nó vẫn non. Cái này để vào vườn rửa ra cho nó hoàn thiện nốt đi. Đấy, lộc vườn nhìn này thôi cũng quái phết đấy. Cây này là cây kỷ niệm anh đầy ải, nó phải đến 10 năm rồi. Không chết chẳng. 4 năm. Tức là em tưởng lúc đầu cây về nha, xong anh chờ thời gian anh thấy nó cứ nhiều vết nó cắt cả phát. Được. Xong cắt xong xong rồi anh chờ mấy năm xong anh rũ hết đất thì không thể thả bể cá chứ. Chỉ có mỗi rễ không thôi. Tức là mỗi rễ không thả, nước nước trong veo luôn. Thế mà vẫn sống. Sống xong chán chê thấy nó còi cọc quá thì năm ngoái cho ra cho xuống đất thả đất. Thế nó đâu với kiểu như kia. Mày kiểu ổi cũng chích nhờ. Ủa sao cái dây cáp nối gì à? Anh chắc anh vít nó vào. Không, nó không phải vít đâu nha, anh sơ cua sợ gió đổ đúng rồi, ít đất quá đổ đúng không? Ổi này là ổi gì anh? Ổi đông dư hay là? Cái này đẹp à? Cái này rất thơm. Quả đây. Quả đây đấy. Chắc chắn quả ăn được. Đấy. Chú Mạnh kìa. Không, ổi đây này, quả trên nó chín hơn kìa anh ạ. Ổi đây nhiều quả chín nữa. Nhiều mà. Ổi nhà thì cũng nên có cây ăn quả. Vâng, ổi cây ăn trái và hoa trái. Ổi cảnh để cho đẹp đi vặt hết để ăn thì nó chất gì là ổi cảnh. Mình khoe là ăn được thôi. Vâng, vâng đấy. Cái quả để con này chứ là ổi cái đồng sốt là khủng khiếp tiền này. Ngày xưa em mua 8.000. Đúng rồi, con này khủng khiếp tiền đấy. Ổi nó còn non đấy. Sao không mua một cặp cho nhân giống nha anh? Không, cả dân cá sống một con này. À thế à? Hai con quánh nhau chết luôn. Ô thật á? Vua, hai con này quánh nhau. Đây là con long, đây là con hổ đấy. Mà đứng bên mặt anh nhìn ra dưới đen này, nó là dọc nước của anh không đặt ra, anh để ở sáng mặt trời nó bị rêu, rêu nâu. Rêu nâu đấy, rêu nước thì nó không được xanh nước nhỉ. Rêu phải lên rêu xanh cơ, bây giờ chuẩn. Rêu xanh nước. Không, rêu thì thực ra rêu xanh không lên được, rêu có UV hết rồi. Nhưng mà con rêu nâu là do chắc là nắng cái ánh gương này là ngày không trăm cá mấy. Rêu là gì? Rêu là ánh sáng cộng với dinh dưỡng. Có đủ hai cái đấy là nó sẽ lên. Anh đang định là trên này anh chẳng làm bằng không bỏ bớt những mini tinh đi xong anh chơi con thai mini trên này. Con anh nó thương chưa? Thôi thôi nghỉ đi nhỉ. Con cá đuối này nhìn hay thế. Ấy. Bỏ dưới. Tôi ở dưới. Vâng. Dòng cá đuối này. Bỏ. Phong thái đó. Anh định là chơi mini trên này. Như cái cây này của anh là quả cỡ rồi. Cái cây này của anh này thì kế hoạch anh bỏ hồng ở dưới rồi, hồng này sát vào. Đấy, còn cái cây kia thì bỏ đi thôi, cây còn kia nó còn ra xương cá rồi. Kể cả đần nhưng xương mà cái cây từ ra cây này nếu mà dưới thì cũng chẳng có cái gì. Vẫn giữ vẫn được thôi. Nhưng mà nó còn cây này thì cho nó. Anh tùng gì vào. Cây này em nghĩ anh đổi xuống anh dưới đất nhà có cái cây mấy cây. Thay cái cây cửa ấy. Cửa ở đây đã. Tùng để cửa đấy. Giờ đó là không gì. Là chụp cái cửa, còn ở trên này anh chơi hẳn một cái quân cương như kiểu nhà Lâm. Như nhà Lâm ấy.
Anh thì anh định là đấy chơi mà ở đây mùa thì góc bonsai nhỏ chỗ này hay hơn. Trước này một hàng này. Dạ. Yeah. Mình được vừa có nước bên trong này vừa hay. Rồi em quá. Đây đây nó đang bị rối. Đấy cũng quả bonsai chậu 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 kia chậu chậu xịn quá nhỉ. Đấy. Chậu trắng này chậu trắng trắng nó xịn đấy. Chậu hôm nào mưa gió anh lấy dậy anh chọc kéo đổ đi. Chậu ấy chuyên rau sạch. Ví dụ như là nếu như rằng Nick bố trí đây thành cái khuôn viên để anh vừa ngắm anh vừa anh trang trí được thì cái cây này rất khó đặt. Tại vì là cây này để góc. Tại vì cây này kiểu gì mà cây này là không để góc được, cây này phải để trung tâm. Đấy, cây này của anh là phải để trung tâm, mà để trung tâm thì nó lại áp hết thành những thằng khác. Đấy, bản đạo nên là thực tế nếu mà để mà grab một cái đồ sẽ ngắm nghía thì đây những cái tầm nối như này nhỏ nhỏ đấy là đẹp và tức ở đây anh đã có hàng này rồi, anh kê cái đôn như cái đôn này. Anh định một hàng nữa ở đây này. Thế rồi một hàng nữa ở đây. Thế còn cái này sẽ cho cao lên đây, tức là hai hàng, chọn đây hai hàng. Đúng rồi, đây thì một hàng nữa. Ok. Coi như cây tùng này vẫn là cây chủ. Không, cây tùng này ở đây nó đè mất cái bóng của tất cả các cây khác. Thế còn anh sẽ bỏ cái cây hồng, cây giấy để cái này sát vào. Mà anh đã thích cây la hán, nên anh muốn để cây đấy là dùng một góc ở chỗ này. Thôi, đi lại đó, không nhỉ? Thế không cần đẩy cái này ra đây. Chính là cây hồng của anh lại không phá bố cục. Cái hồng của anh nó là cây trang trí, nó là cái cây ở góc tường thì nó chỉ tốn diện tích thôi, chứ nó lại không phá bố cục. Cây này mới là cây khó đặt. Tại vì anh khi bố cục cái sân vườn lên đúng không anh phải có nó có tầm thước và cái vị trí đặt. Thì chính cây này nó hơi bị to. Cây này là khó đặt này. Đấy, tại vì nó cây này đúng là đặt là phải đặt trung tâm. Đấy, đặt trung tâm chứ anh không để tưa ra góc nọ góc kia được. Đấy mà nó để trung tâm thì nó lại choán hết tất cả, nó hút hết. Và đấy. Nó át đi, át hết. Thì là những cái cây khác anh mang về nó có đẹp ấy, nó sẽ bị cây này nó hút. Chứ còn thực ra như cái này nó tốn diện tích thôi. Cây này thì nó lại không ảnh hưởng. Nó không ảnh hưởng. Không như nói chung anh không thích. Nhưng mà anh cứ phải cho cây em đồng ý là hoa giấy là xuống ở chuẩn. Cái tùng xuống dưới cửa chuẩn em đồng ý. Cây kia có ba cây to là xuống hết. Để đây. Cây kia thì chắc anh bỏ đi. Đấy bỏ đi, chung cây chân cá. Đấy là hồi xưa cứ chắc là bài học vỡ lòng đấy đúng không? Đâu, trước rồi chứ này. Là kiểu nhìn hồi xưa mua để cho nó có cây chanh này có giá trị này. Cây chanh này có giá trị. Cây chanh đấy để có ở đây thì vợ nó mới cho. Đấy, 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 giá trị của các bà xã. Mình bảo phải mang lên cho nó dại nắng. Đấy. Bảo là thế này bảo ông này. Ông nhiễu mà nhìn thấy một bước thứ hai nữa là ông, bước người bên cạnh. Ông đọc hết cả ra thế này. Ôi giời, nhiều khi thịt gà thiếu nó là mệt. Đúng không? Đấy. Ủa chín này bạn ơi.
Vì sao thằng cù suốt ngày nó dân dã? Mì nó không biết tài. Anh chứ anh chơi thằng Mào anh có một cái lồng Gavi ở dưới. Em biết rồi, em nhìn rồi, anh nhìn Gavi của anh rồi. Bảo này chơi cô gái ác chiến lắm. Đi. Lồng gái cô gái. Trời. Anh lấy áo của em. Đúng rồi. Quên cái đồ cổ. Anh cầm mũ của em. Em kể ra quên cái đồ cổ đi. Ở đây là, đây là khu đô thị Văn Phú à? Lần đầu tiên đến đây. À, đến thăm nhà bác Diễn. Anh đi luôn à? Ừ thì anh đi luôn. Anh có ở nhà anh đâu mà anh ở. À. Chỗ này họ bên này họ bán chưa mà vẫn dở dang đấy nhỉ? Đầu tiên là phải mua cây đã. Quá đẹp anh ạ. Mấy anh em đi nhá. Vâng. Mẹ cho giáo sư bảo bên ý. Ôi, bật lên tí đi cho nó.